Rồi, chào các bạn. Sau khi mình đã làm bài tập thực hành 1 xong, thầy muốn các bạn làm thầy bài tập thực hành 2. Bài tập thực hành 2 của mình đã nâng cấp một tí, là thầy muốn là tất cả sau khi các bạn chọn các layout và các bạn thiết kế xong, thầy muốn là các bạn là thiết kế tất cả các trang này nó đều có cái nón. Cái nón ở tất cả các trang. Thì khi mà các bạn làm á, các bạn coi này ha, chúng ta không thể trang này có nón này, trang này có nón này và trang này có nón. Chúng ta không thể trang nào chúng ta cũng tạo cái nón. Chúng ta muốn chèn cái nón này trực tiếp chỗ này thì chúng ta sử dụng là view view slide master. View slide master. Nên chúng ta nên thiết kế cái nón, chúng ta nên thiết kế nón chỗ này. Thiết kế nón ở trong slide master này cho nó đảm bảo là gì đó, tất cả các trang đều có nón. Ở đây chúng ta cần thiết kế cái nón ở đây. Chúng ta thiết kế nón ở chỗ này thì khi ví dụ thay đổi chỗ này ha. Thì khi mà các bạn làm thì tất cả những cái slide master của bạn nó nằm phía dưới đây. Nón ở đây á, là thầy cho thầy có hai slide master nên là cái nón của thầy là nó trên và dưới, các bạn có thể là view slide master. Ở đây là thầy có hai kiểu, một kiểu trên và một ba kiểu luôn chứ không phải hai kiểu nữa, là kiểu dưới nha. Còn ví dụ thầy muốn chọn cái này, thầy cái này là kiểu 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 của slide master của thằng có định dạng sẵn của nó rồi, mình cho này là cho nó center bar, format center bar, center bar. Thì ở đây là mình sẽ có slide master. Ở đây là hiện tại là nó có hai kiểu slide master trong này á, các bạn chỉ cần có một kiểu slide master là được rồi nha các bạn. Rồi bài này á, là giống y chang như bài hôm trước, nhưng mà mình cần là cần tạo một cái slide master để cho cái nón của mình nó nằm chỗ này, được chưa, để cho nón mình nằm chỗ này. Rồi tiếp tục, sau khi làm bài này xong các bạn sẽ làm thầy bài tập 5A. Thầy cần các bạn thiết kế thầy một cái mẫu master nó có dạng như thế này. Nó có dạng như thế này. Dạng này là dạng thiết kế bài test. Các thầy bài này là thầy chỉ cần các bạn là thiết kế thầy thôi, không có cần mà phải ghi nội dung. Các bạn chỉ cần thiết kế đúng cái layout này, lưu layout này ha. Ở có dạng là gì ta? Dạng test. Test. Có dạng test. Đây là layout của mình thiết kế. Sau khi mình thiết kế thì nó nằm ở trong đây nè các bạn, nằm trong đây này. Đây. Cái này là của mình thiết kế các bạn, cái này là của mình thiết kế. Được chưa? Các bạn chỉ cần là thiết kế sử dụng view slide master. Các bạn chỉ cần thiết kế cho thầy đẹp y chang như vậy là được rồi, không cần mà phải cầu kỳ, chỉ cần thiết kế như vậy ha. Đây là thiết kế bên trong này, trong slide master các bạn chỉ cần được phép là chèn hình ảnh và cái thiết kế chèn logo và thiết kế hình ảnh thôi nha, không có ghi bất cứ gì trong này. Cái đây là chỉ là thiết kế thôi nha các bạn. Rồi đây là bài tập thứ hai, các bạn thiết kế giống như thầy y chang như này. Rồi tiếp tục qua bài tập thứ ba. Bài tập ba, các bạn thiết kế cho thầy một cái trang gọi là trang môi trường. Ở đây là thầy thiết kế sẵn cho các bạn tự thiết kế nha. F5, ví dụ ở đây là trang môi trường này các bạn. Các bạn thiết kế thầy nội dung chính là cái gì? Môi trường ở đây các bạn thiết kế nội dung chính. Ở đây là thầy muốn là môi trường là logo ở cái chỗ này. Các bạn chỉ cần thiết kế là được rồi, các bạn không cần ghi nội dung trong đây đâu. Các bạn chỉ cần thiết kế sao cho nó hợp lý là được rồi. Các bạn coi này, thầy thiết kế sẵn tạm cho các bạn. Đây là môi trường, là ở đây là thầy muốn là lấy môi trường màu xanh, màu nền xanh các bạn. Ô nhiễm môi trường hay gì đó các bạn tự 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 làm nha. Cái đây là các bạn thiết kế thầy cái design này thôi, không cần các bạn phải phải chèn nội dung vô đâu, các bạn chỉ cần thiết kế thầy là được rồi. Rồi các bạn cũng là view slide master. Trong slide master này là các bạn thiết kế thầy, các bạn muốn thiết kế gì cái này trong này là bạn thiết kế gì cũng được. Thiết kế trang đầu tiên là cho tổng tổng thể. Rồi qua bài tiếp theo, bài 6. Chúng ta nâng cấp một tí xíu, chúng ta vừa thiết kế và chúng ta vừa ghi nội dung. Bài này thầy muốn các bạn thiết kế thầy là nói về chuyên đề về nghệ. Thì đầu tiên trang đầu tiên là mình cũng làm sao ta show cái nghệ ra, và bắt đầu từ trang thứ hai là mình trình bày như vậy nè các bạn. Đây đây là mình thăng thiết kế mới nè, nội dung trình bày, và ở đây là mình có nội dung cái gì, và cái cuối cùng là mình cũng có cái, nếu mà cái dữ liệu này á, nội dung ít á, thì chúng ta nên có một cái background phía dưới để cho nó khỏi trống trải. Còn nếu nhiều thì chúng ta không cần background phía dưới. Thầy cần các bạn là thiết kế trang nghệ giống y chang như thế này. Design này tự động nó có sẵn này. Đây cái trang chúng ta mới thiết kế nghệ, chúng ta mới thiết kế nghệ là trang đó. Insert and new này, nó sẵn sàng ra cho chúng ta là cái kiểu kỹ thuật. Các bạn không cần thiết kế cầu kỳ, các bạn chỉ cần là nội dung cần nói. Giờ còn nói ở đây là ABCD nội dung 1,
1 2 3 4 gì đó à, nội dung 1 và nội dung 2 à, nhưng mà các bạn khỏi cần, các bạn chỉ cần làm ba cái này là được rồi, là các bạn hiểu nguyên tắc là đó, đây là thiết kế bài nghệ à, thiết kế bài nghệ sử dụng Slide Master View Slide Master để mình thiết kế nha các bạn à, sử dụng Slide Master để mình thiết kế à, sau khi mình làm xong bài này xong, mình qua bài tiếp theo loại 7. Ở đây á, là thầy muốn các bạn thiết kế với thầy là trang Coca-Cola à, Coca-Cola à, đầu tiên là nó có cái trang, đầu tiên là trang quảng cáo, ở đây là Coca-Cola này, và sau đó các bạn thiết kế y chang như vậy à, rồi Coca-Cola là như thế nào đó các bạn thiết kế nha, và sau đó các bạn ghi nội dung tùy các bạn. Cái chỗ này này á, nó hơi hơi không không hợp lý. Tốt nhất là cái background này, này nó là đơn sắc. Nếu mà nó đa sắc là chúng ta gõ chữ nó không có nổi lên, và ở chỗ đây là chữ nội dung như thế này nó sẽ bị lỗi à, thầy muốn đưa ra cho các bạn để các bạn biết nguyên tắc làm. Chỗ này đưa ra như vậy bị lỗi này, mà logo chỗ này nó rất là nhiều màu, nó rất là nhiều màu, chúng ta rất là khó khó ghi cái nội dung trên này. Tốt nhất nó là đơn sắc thì ok hơn. Thì các bạn từ chỗ này các bạn có thể là mở rộng ra, các bạn thiết kế theo ý tưởng của mình, các bạn có thể gửi lại cho thầy xem. À, thầy sẽ nhận xét cho các bạn. Rồi, chào các bạn. Bài tập 02 là chúng ta làm được như vậy là được rồi. Ok, chúc các bạn làm bài tốt.